Trước mắt nhà mình đây là chiếc Volvo XC40, một chiếc xe nhỏ nhất của nhà Volvo. Hiện tại thời điểm tháng 12 năm 2023 đang có chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Quý anh chị sẽ ra hết giấy tờ, rơi vào khoảng 1 tỷ 9 là chúng ta đã có thể lăn bánh chiếc xe này rồi. Đây là chiếc xe Volvo XC40 phiên bản Ultimate 2023 và có năm sản xuất là 2023 luôn. Hiện tại chiếc xe đang có màu Silverstone, một trong những cái màu rất là đặc biệt. Nếu quý anh chị nhìn bên góc bên trái, Khanh mới vừa quay thì nó là màu bạc, nhưng mà nhìn bên đây thì nó sẽ chuyển qua màu xám xi măng. Một trong những chiếc xe có độ chuyển màu rất là hay. Và cái màu bạc này thì hiện tại số lượng xe về rất là ít. Khanh chia sẻ với nhà mình đây là chiếc xe có năm sản xuất 2023 và mới vừa cập cảng, mới vừa cập bến của Volvo Sài Gòn. Đây là xe sản xuất năm 2023 nha. Đây quý anh chị có thể coi rõ ở đây. Phần bên trong còn nguyên siêu nguyên bọc ni lông.